cho bạn thấy rằng là lượng thành viên này là được được mời tự động. Đấy, bạn xem đây. Đấy, lượng thành viên này được mời tự động, có nghĩa là những cái người này là những người tương tác với cả fanpage của bạn thì họ sẽ tự động được mời vào trong group của bạn, tự động mời, và anh em không phải làm cái gì hết nhé. Có những cái lượt traffic và thể bán hàng nhỉ, thể chấm bán hàng traffic, thì các bạn hình dung ra các bạn cần có một cái fanpage. Hôm qua bạn Chu đã hướng dẫn anh em là tạo một cái fanpage và ưu điểm cái fanpage như thế nào rồi, mình không nhắc lại nữa. Các bạn cần có một cái group, các bạn cần có một cái group, và cái việc xây cái group đấy nó sẽ cho các bạn rất là nhiều ưu điểm. Các bạn thể bán hàng trên đó, các bạn thể chia sẻ trên đó, tóm lại nó là cộng đồng, ở đó bạn có quyền rất là lớn. Và có rất là nhiều anh em dù kinh doanh đã lâu nhưng mà vẫn chưa biết đến điều này. Mình phải khẳng định là rất là nhiều anh em kinh doanh lâu mà chưa biết điều này. Có anh em nào ở đây đang kinh doanh mà kinh doanh trên Facebook cũng tương đối lâu rồi không nhỉ? Comment hộ mình số 1 cái xem nào. Để mình biết đây là toàn người mới hay là có cả những anh em kinh doanh tương đối lâu rồi, để mình chia sẻ những kiến thức có thể là mới mà mới lạ với các bạn. Chứ còn nếu như mà hoàn toàn anh em mới thì mình sẽ chia sẻ những kiến thức là mới tinh 100%. Những anh em nào mà đã kinh doanh cũng tương đối rồi, comment mình số 1 nhỉ. Ok, như vậy là các bạn đã có fanpage rồi, đã chạy quảng cáo rồi. Những anh em nào đã có fanpage rồi, đã chạy quảng cáo rồi, comment mình số 1. Như vậy là tương đối nhiều. Thế thì mình cho rằng là những anh em mà đã có fanpage rồi, đã chạy quảng cáo rồi, chưa chắc các bạn đã biết điều này. Chưa chắc các bạn đã biết điều này. Thì nó là điều gì? Thì bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn. Đây là một phần trong kiến thức chuyên sâu mà bình thường mình đi tư vấn cho doanh nghiệp thì mình mới chia sẻ. Nhưng mà hôm nay là cái buổi mà mình không muốn mỗi một lần chương trình đào tạo mình lại đào tạo giống hết nhau, cho nên mình chia sẻ với các bạn một cái phần kiến thức mới. Các bạn vui lòng xem là mình đã biết phần kiến thức này chưa nhé. Các bạn vào trong fanpage các bạn, được chưa? Một, vào fanpage, đúng các bạn. Hai, vào mục xem thêm. Và ba, chọn phần nhóm. Xem thêm, chọn nhóm, được chưa các bạn? Bốn, các bạn tạo nhóm liên kết. 5. Các bạn quản lý lời mời. Và 6. Bật chế độ tự động mời người tương tác với fanpage tham gia group. Đúng nhỉ? Các bạn sẽ bấm vào đây. Quản lý lời mời. Như vậy rõ ràng các bạn sẽ thấy rằng là cái việc phát triển group và phát triển fanpage nó giống nhau. Group là một nhóm những người có cùng sở thích. Fanpage là một trang dành cho người hâm mộ. Vậy tại sao mình không quản trị cả hai? Tại sao mình không có cả hai? Có rất là nhiều người chạy quảng cáo kinh doanh rất là lâu rồi. Nhưng mình hỏi rằng là các bạn có cái fanpage nào dành cho những cái người khách hàng tiềm năng của các bạn hay không? Thì họ nói là có. Các bạn có cái group nào dành cho khách hàng tiềm năng của các bạn hay không? Thì họ lại nói là không. Có rất là nhiều anh em kinh doanh đến mấy năm trời rồi không có một cái group nào cho riêng mình. Mình hỏi các bạn ý thì các bạn trả lời rằng là em không biết làm. Em không biết làm. Phát triển group khó quá. Em không biết bắt đầu từ đâu. Vậy đây là cái cách mà bọn mình sẽ phát triển ra những cái group lên đến hàng trăm nghìn người. Bạn nhìn không ạ? Mình phát triển ra những group lên đến hàng trăm nghìn người. Và những cái group này là những cái group mà rõ ràng mang dấu ấn, mang thương hiệu cá nhân của mình, mang dấu ấn, mang thương hiệu cá nhân của công ty mình. Và như các bạn nhìn thấy, mình vẫn đăng bài vào đây bình thường. Vẫn đăng bài vào đây bình thường, vẫn chia sẻ bình thường. Đúng các bạn? Vẫn có tương tác bình thường. Mình vẫn bán hàng trong này bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái group do mình xây dựng. Từ A đến Z. Thì xin các bạn. Bạn nào không nghe thì tiếng ao ra vào lại. Anh chị em nào trong anh chị em nào mà support ấy thì trả lời cho mình những câu như thế. Kiểu là mình không trả lời thì bất lịch sự, mà trả lời thì ảnh hưởng thời gian của anh em khác. Các bạn nhé. Vậy đây là một trong những yếu tố đầu tiên mà các bạn muốn bán hàng trên Facebook, các bạn nên quan tâm tới. Đó là bán hàng qua group. Các bạn hình dung nhỉ? Bán hàng qua group. Và các bạn nhìn nhé, khi các bạn đăng bài bán hàng trên group nhé, traffic không hề ít nhé. Các bạn nhìn không ạ? Số người bài viết tiếp cận không hề ít đâu. Để mà tiếp cận được 30.000 người này, các bạn hoàn toàn phải bỏ ra khoảng 3 triệu. Nhưng mà chưa chắc số người các bạn tiếp cận được đã là 30.000. Và cái lượt tương tác, bình luận, chia sẻ chưa chắc các bạn đã được từng này. Ví dụ anh em. Cho nên là nếu như các bạn đang kinh doanh ở đây mà các bạn chưa có một cái group cho riêng mình,
hoặc là cùng anh em cùng ngành chung tay nhau xây một cái group, thì đó là lý do vì sao mà bạn vẫn lẹt đẹt trong khi người khác thì có thể là đang có cái lực traffic rất là khủng và họ không cần quan tâm đến đến việc quảng cáo như thế nào. Hình dung các bạn hình dung với mình không ạ? Đó, như vậy ở đây trong cái phần mục là chiến thuật marketing thì có dòng cuối cùng là làm sao để có free traffic, thì đó là những cái điều các bạn cần quan tâm. Để chi tiết cách làm sao để có free traffic thì nó sẽ làm cái buổi rất là dài, bởi vì thực sự ra nếu mà nói về chủ đề này phải 3-4 hôm cũng hết, 3-4 ngày cũng hết. Nhưng mà đây mình cho các bạn cái hướng và một cái cách làm nó không khó để các bạn có thể là hoàn toàn có thể là làm được. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là những cái group này mình xây dựng bằng cách nào. Đây các bạn nhìn thấy kiểu người tham gia này. Thành viên thôi nhỉ? Các bạn chờ mình chút nhé, mình vào phần thành viên các bạn xem. Để các bạn nhìn thấy rằng là thành viên ở trên phần máy tính này lại không nhìn thấy phần thành viên này. Mình xem trên điện thoại các bạn nhé. Mình xem trên điện thoại các bạn. Nó sẽ hơi mờ một chút, các bạn thông cảm. Đây, đây điện thoại nhé. Mình sẽ bấm vào phần quản trị này. Các bạn sẽ kéo xuống. Và các bạn sẽ chọn cái phần là mọi người nhé. Đây là mọi người này. Có nghĩa là thành viên tham gia này. Đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ bấm vào phần xem tất cả trạng thái thành viên. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái lượng. Các bạn có nhìn rõ không nhỉ? Các bạn sẽ nhìn thấy một cái lượng thành viên được những cái fanpage mời vào. Đấy. Những cái fanpage mời vào. DC 3 độ NC mời vào. DC 3 độ NC mời vào. Đấy. Thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ cho bạn thấy rằng là lượng thành viên này là được mời tự động. Đấy các bạn xem đây. Đấy. Lượng thành viên này được mời tự động. Có nghĩa là những cái người này là những người tương tác với cả fanpage của bạn. Thì họ sẽ tự động được mời vào trong group của bạn. Tự động mời. Và anh em không phải làm cái gì hết nhé. Chúng ta không phải làm một cái gì hết. Ngoài việc là tập trung xây dựng cho fanpage. Ví dụ các bạn. Ngoài việc tập trung xây dựng cho fanpage. Thì các bạn sẽ có một cái group để các bạn thể bán được hàng trên đấy. Bao nhiêu anh em ở đây là bán hàng trên fanpage và có group thì gõ cho mình số 1. Còn những anh em nào mà bán hàng trên fanpage mà không có group gõ mình số 0. Nào bắt đầu xin mời. Bán hàng trên fanpage bình thường nhưng mà không có group. Ok, các bạn có thể nhìn thấy là tỷ lệ F0 lớn hơn tỷ lệ F1 đúng không các bạn? Hình dung anh em. Như vậy rõ ràng là đây là một cái điều mà có thể các bạn kinh doanh đã lâu rồi nhưng các bạn cũng không biết. Và ít nhất cái buổi tham gia ngày hôm nay của các bạn là không phí phạm. Đúng mọi người. Tham gia là không phí phạm. Còn để như là làm sao để mà cái fanpage mà có lên đến hàng trăm, hàng triệu cái lượt traffic mặc dù chúng ta chưa đụng một tí gì đến việc quảng cáo mà chúng ta vẫn có đơn hàng, thì đó là điều mà thời gian của chúng ta không đủ. Cho nên mình cũng không thể nào chia sẻ các bạn những cái thông tin nó chung chung được. Hình dung các bạn, mình không thể chia sẻ các bạn những thông tin chung chung được. Và trong cái này là bọn mình vẫn bán hàng bình thường nhé. Bọn mình vẫn bán hàng bình thường. Vẫn có đơn hàng. Đây. Ví dụ mình vẫn bán hàng bình thường. Đây. Và những khách hàng này. Và những khách hàng này là những khách hàng vẫn mua hàng. Mà những khách hàng này là đến từ diện. Đến từ traffic miễn phí. Các bạn nhé. Những khách hàng này đến từ traffic miễn phí. Và vẫn có sự thanh toán. Tất cả những khách hàng này. Vậy mình vẫn có thể bán hàng được. Được bình thường. Ví dụ các bạn. We'll be right back.